Hiện tại thì Hiệp đang đứng ở cái trục đường này gọi là đường Hồ Quang Cảnh anh chị, để chia sẻ cho anh chị một cái mảnh đất có mặt tiền rất là rộng và cái view cực kỳ đẹp. Anh chị hãy cùng theo dõi trong video này xem cái mảnh đất này nó có thực sự đẹp như vậy hay không nhé anh chị. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video clip ngày hôm nay, Hiệp lại chia sẻ cho anh chị một cái lô đất mà Hiệp đánh giá có nhiều điểm cộng lắm anh chị. Và cái lô đất này nó nằm ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thiện Nghiệp là nơi đang diễn ra sân bay anh chị. Và Thiện Nghiệp có vài cái con đường rất là hot, ví dụ như là đường 75 nè anh chị. Và cái đường Hồ Quang Cảnh là một trong những cái đường được rất là nhiều người yêu thích, bởi vì nó là những cái trục chính anh chị. Và hiện tại đường Hồ Quang Cảnh được đổi tên là đường Trần Hữu Soàng, nhưng mà anh chị coi ở trên Google Maps vẫn là Hồ Quang Cảnh. Và hiện tại Hiệp đang đứng trước một lô đất, phía sau lưng Hiệp thì anh chị thấy rồi, nào là cột điện, nào là một những cái nhà dân. Mà nhà dân ở đây cũng rất là khang trang hả anh chị. Nhưng mà cái điều đó nó không có tuyệt vời bằng những cái ưu điểm. Bây giờ Hiệp sẽ chia sẻ cho anh chị những cái ưu điểm ở đây để anh chị nhìn thấy nó như thế nào. Cái ưu điểm phải nói là lớn nhất, hàng đầu Hiệp muốn chia sẻ với anh chị ngay, đó là vị trí này nhìn thấy biển rất là rõ luôn anh chị. Phía sau lưng Hiệp kia kìa, biển giờ này đang trong xanh, cực kỳ trong xanh luôn. Và Hiệp có thể nhìn thấy cực kỳ rõ, xa xa nó có cái cột tháp lên của Nova Hill. Nova Hill ở phía bên kia là đến hơn 600 căn biệt thự và là một cái khu nghỉ dưỡng cực kỳ xịn sò luôn. Và từ đây mình nhìn thấy nó rõ ràng lắm anh chị. Đó là một cái ưu điểm mà Hiệp cảm thấy thích nhất ở cái chỗ này. Và cái ưu điểm thứ hai là ở đây anh chị có thể nhìn thấy các cái quạt gió ở đằng xa xa kia vào buổi sáng hoặc là buổi chiều mà gió nó mát anh chị. Mà ngồi ngắm mấy cánh quạt gió này nó quay thôi, tự nhiên lòng cảm thấy nó thư thả hơn rất là nhiều. Không biết anh chị như thế nào, chứ còn với Hiệp á, tự nhiên cứ mỗi lần mà buổi chiều ra đây mà cứ gió mát rồi cánh quạt gió nó quay cứ đều đặn, tự nhiên cảm thấy lòng nó rất là thoải mái, xả được stress rất là nhiều. Nếu anh chị nào mà đã từng giống như Hiệp thì comment ở dưới để cho Hiệp hiểu hơn về anh chị nha. Hiệp hiểu hơn về anh chị khi có cảm xúc. Rồi cái điều thứ hai là cái lô đất ở đây anh chị. Đây là lô đất phía sau lưng Hiệp này nè. Chỗ này là quy hoạch full thổ cư luôn anh chị. Quy hoạch full thổ cư. Tức là anh chị có thể chuyển đổi được mục đích từ đất cây trồng lên thổ cư ở đây được theo quy định của nhà nước. Và cái vị trí này nó ở trên đồi cao, cho nên mình nhìn xuống cái view đó, nó sẽ rất là đẹp. Nó đẹp hơn là cái việc là mình ở dưới thấp. Tuy nhiên ở trên đồi cao thì anh chị nhìn xung quanh Hiệp, anh chị sẽ thấy là khu vực này mặc dù ở trên đồi nhưng mà mình trồng cây, trồng cối các kiểu một cách dễ dàng. Để anh chị nhìn thấy xung quanh mình ha, cây rất là xanh tươi. Vậy chứng tỏ trên đồi cao mình vẫn có thể là trồng cây một cách nó thoải mái, chứ không phải trên đồi cao mình sợ là không có nước. Và đây là khu dân cư ha anh chị, điện nước hiện hữu, cho nên mình cũng rất là tốt. Thêm một cái ưu điểm nữa Hiệp chia sẻ, cái lô đất này Hiệp khá là thích, bởi vì ưu điểm nó nhiều anh chị, cho nên Hiệp thích. Lô đất nào ưu điểm càng nhiều Hiệp càng thích. Là cái mặt tiền á, nó trải rộng đến, và diện tích của lô đất này là 4 sào, tức là 4.000 m². Mà cái mặt tiền nó trải rộng như thế này, tức là chiều sâu của nó vừa phải. Khi mà mình sau này mình làm cái gì đó cũng được, thì với cái mặt tiền nó rộng như vậy á, nó sẽ tạo cái cảnh quan nó đẹp hơn. Và khi mà đi mua đất thì anh chị chắc có lẽ cũng giống như Hiệp là thích mặt tiền nó càng rộng nó càng tốt. Và lô đất này mặt tiền nó rộng. Ở phía sau lưng mình á thì có cái xây hàng rào rồi anh chị, xây hàng rào rồi, cho nên mình không có lo về tứ cận, mình không có lo về móc giới, mọi thứ nó cực kỳ ổn định luôn. Đây là những cái ưu điểm này, nó lớn lắm anh chị ha. Những ưu điểm này cực kỳ lớn. Và Hiệp xin nhắc lại, lô đất này nó nằm ở mặt tiền đường Trần Hữu Soàng, tức là đường Hồ Quang Cảnh trước đây. Và diện tích lô đất này là 4.000 m², mặt tiền nó rất là rộng. Và nó có hai cái phần, thứ nhất là cái phía bên này thì nó hẹp hơn, nó gần 40 m chiều sâu. Ở phía bên kia thì nó hơi sâu hơn một xíu. Nhưng mà các cái cạnh hai bên nó rất là vuông nha. Một số anh chị thì thích những cái lô đất mà nó vuông, hai bên nó thẳng thớm như vậy nè. Thì đây là một trong những cái lô đất nó vuông đến như vậy đó anh chị. Và mặt tiền nó rộng, đó là một cái ưu điểm cực kỳ lớn. Còn ở đây anh chị sẽ thấy là hai bên đường á, hai bên đường nó sẽ có những cái đường dẫn nước này nè anh chị, đường mương á, cho nên là nước nó sẽ được dẫn đi rất là thoải mái. Và khi mà mùa mưa mình ở trên cao, cho nên mình cũng không có sợ bị ảnh hưởng về cái nước ngập hoặc là cái việc mà mình thải nước đi mình rất là thoải mái. Nhưng mà còn hiện tại thì là mùa khô cho nên là cây cỏ ở đây nó mọc ở đây nó không có đáng kể gì. Nhưng mà trước đất hiện trạng đã được tôn tạo, đã được sửa chữa rất là tốt và có thể sử dụng điện một cách nó dễ dàng nữa anh chị. Thì đây là một trong những cái ưu điểm cực kỳ lớn cho cái lô đất này. À, Hiệp sẽ xin báo giá luôn đó anh chị nha. Hiệp xin báo giá luôn anh chị. Đây là cái lô đất này hiện tại đang được rao bán với 2,1 tỷ cho mỗi 1.000 m². Tức là ở đây 4.000 m² thì là 8,4 tỷ ha anh chị. 8,4 tỷ. Đây là cái mức giá Hiệp đang cố gắng làm cho anh chị ở mức giá rất là tốt ở trên cái trục đường này rồi. Chứ còn nếu mà cái lô nó cỡ 1.000 m² và ở phía dưới kia thì họ đang rao cái giá nó cao hơn. Anh chị nào muốn mua cái lô lẻ 1.000 m² nhưng mà chấp nhận cái giá nó cao hơn một chút xíu thì cũng có thể liên hệ với Hiệp. Hiệp sẽ gửi các cái thông tin mà anh chị cần để anh chị có thể là tham khảo. Còn trong suốt cái quá trình của Hiệp bán bất động sản á, thì Hiệp cũng chia sẻ luôn với anh chị là Hiệp không có kê giá, không có đôn giá, không có người ta hay gọi là xào chẻ hoặc là thuốc khách. Thì riêng Hiệp và đội ngũ cộng sự không bao giờ có làm cái chuyện đó anh chị. Chỉ có bán theo đúng cái giá và thậm chí là bán với giá tốt nhất. Nên đó là một trong những cái nguyên nhân mà khoảng thời gian vừa qua bên Hiệp không có kịp hàng để bán luôn anh chị. Đất mà đất xấu thì nó nhiều lắm, mà đất tốt thì không có kịp hàng để bán. Và có những anh chị đi ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội đi vào xem thấy cái mảnh đất nó y chang như những gì Hiệp nói. Và thậm chí Hiệp còn hỗ trợ những cái điều nó còn vượt qua những gì Hiệp đã hứa từ trước. Cho nên anh chị mua rất là nhanh. Khi mà nó phù hợp với lại tiêu chuẩn anh chị quyết định mua rất là nhanh. Cho nên đó là cái lý do mà một số anh chị chưa có mua bên Hiệp lần nào, chưa có quen á, cứ hay nói với Hiệp là ơ chị mà vừa mới thấy đăng hôm qua hoặc là chị mới thấy đăng tuần trước mà. Thì có thể Hiệp đăng hôm qua thì sáng nay Hiệp đã bán, thậm chí Hiệp bán trong đêm. Chứ còn tuần trước mà những một số cái mảnh đất chỉ có 5-10 phút thậm chí hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ sau là Hiệp đã bán xong rồi. Đó là cái lý do mà tại sao một là Hiệp bán nhanh, hai là Hiệp hay bị cháy hàng, bởi vì Hiệp mong muốn mang lại những cái sản phẩm, mang lại những cái bất động sản nè tốt, an toàn, hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư. Và khi mà Hiệp show ra, Hiệp đi mua đất cho anh chị hoặc là Hiệp giới thiệu đất cho anh chị, Hiệp luôn đứng ở vị trí một nhà đầu tư. Hiệp phải thích cái mảnh đất đó thì mình mới bán. Chứ còn nếu mà không có thích mảnh đất đó thì Hiệp sẽ không có bán. Đứng bên này để cho anh chị xem thử những cái cánh quạt ở đằng xa nó quay nó như thế nào, chia sẻ thêm về cái cách làm của Hiệp để cho anh chị hiểu hơn thôi. Tức là hàng ngày Hiệp có rất là nhiều nhân viên, đội ngũ cộng sự đi tìm đất quanh Phan Thiết cho Hiệp rất là nhiều. Nhưng khi mà Hiệp bán cái lô đất nào thì bản thân Hiệp phải thấy nó ưng cái đã, nó phải đạt những cái tiêu chuẩn cơ bản nhất, nó phải đạt một số cái tiêu chuẩn nhất định thì Hiệp mới bán cái lô đất đó ra. Chứ không phải là cái lô đất nào Hiệp cũng bán. Hiệp từ chối bán những cái lô đất mà nó bị những cái trục trặc mà Hiệp cảm thấy nó không hài lòng là Hiệp không bán. Chứ không phải là cứ có là bán nha anh chị. Cái điều thứ hai nữa là cái giá Hiệp thay mặt anh chị đàm phán trước với lại chủ nhà, chủ bất động sản ở cái mức giá tốt nhất có thể. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định Hiệp còn đàm phán thêm khi mà anh chị quyết định xuống tiền. Thì vừa qua có một số anh chị mua và đồng ý với cái mức giá đó rồi, bởi vì Hiệp đã đàm phán từ trước. Nhưng mà Hiệp vẫn nói là để em đàm phán thêm một lần nữa cho anh chị, biết đâu được những cái giá nó được hỗ trợ tốt hơn. Và trong thực tế thì Hiệp đã làm được nhiều lần như vậy và còn được mức giá tốt hơn nữa. Đó là Hiệp chia sẻ cái quá trình Hiệp làm để cho các anh chị hiểu hơn là vì sao mà khoảng thời gian gần đây nó được thu hút. Bởi vì anh chị biết là khi mà anh chị đi mua một cái bất động sản ở nơi xa, anh chị cũng cần một cái đơn vị, một cái người bán, họ phải giống như là họ phải có trách nhiệm. Thì Hiệp luôn luôn muốn là mình sẽ là một cái người trao đi được cái giá trị tốt nhất và xây dựng doanh nghiệp mình một cách nó bền vững lâu dài. Chứ còn nếu mà bán xong mà vài bữa anh chị hỏi em ơi cái đất của anh chị như thế nào rồi, sorry anh chị em nghỉ rồi, em về quê rồi, em đi làm ngành khác rồi. Rất là nhiều người đang bị cái trường hợp đó. Có một số anh chị chia sẻ với Hiệp là bây giờ anh gọi lại bạn đó là không liên lạc được. Rồi có người gọi lại chị gọi bạn đó thì bạn đó bây giờ nói là bạn đó chuyển nghề rồi, đi làm chỗ khác rồi, khu vực khác rồi, em mà làm ngành khác rồi, bây giờ chị không biết phải coi miếng đất của chị rồi định giá, rồi chị không biết nhờ hỗ trợ từ đâu. Thì đó là một cái điều mà anh chị cũng để ý một chút xíu. Bởi vì sao? Bất động sản là một tài sản rất là lớn, thì trong suốt cái quá trình giao dịch thì cần cái sự đảm bảo, nhưng mà cần cái sự đảm bảo sau cái quá trình giao dịch anh chị. Bởi vì không phải mình mua một cái tháng trước tháng sau mình bán, mà mình mua đó mình để vài ba năm, ba năm sau, thậm chí hàng chục năm sau mà mình quay lại, cái bạn đó bạn đi đâu rồi, mình phải lại thiết lập một mối quan hệ mới ở khu vực đó, rồi phải làm quen, bởi vì không phải ai nó cũng giống cái tiêu chuẩn của mình, đúng không ạ? Không phải ai cũng hợp, không phải ai cũng hiểu cái cách làm của các anh chị, thì phải đi tìm lại một cách rất là phức tạp. Cho nên là Hiệp mong muốn là mình phải làm việc một cách nó bền vững và lâu dài, mình có thể trao giá khách hàng của mình cách nó lâu dài, chứ không phải là 1 năm 2 năm. Thậm chí là một số người làm 1 tháng 2 tháng thôi, thì đó không phải là cái cách làm của Hiệp nha. Thì cũng chia sẻ thêm một chút xíu để cho các anh chị hiểu. Rồi thì cái bối cảnh xung quanh đây thì anh chị cũng hiểu rồi. Một là cái nền đất nó đã rất là bành thẳng và sạch sẽ. Thứ hai là cái lô đất này đã được xây cái bờ thành hết rồi, cho nên là xét về mặt tứ cận anh chị, về mặt móc giới nó rất là an toàn rồi. Thứ ba là được quy hoạch, khu này được quy hoạch thổ cư anh chị, và đây là nó là khu dân cư, cho nên nó có các cái điều kiện cơ bản về hạ tầng để mình có thể sử dụng lô đất này. Sau này mình làm homestay hoặc các kiểu mình phải có điện có nước để sử dụng, đúng không ạ? Và cái điều ưu điểm nữa là nó trải dọc theo cái đường này là cả 100 mét lận anh chị, 4 sào mà được 100 mét mặt tiền. Đó là một cái lô đất hiếm có mới có anh chị, không dễ một xíu nào để có những lô đất mà diện tích nó cỡ này mà nó rộng như mặt tiền như thế này là rất là hiếm. Rồi, nhưng mà cái ưu điểm thích nhất ở đây là cái view. Cái view, phải nói là cái view. Do giờ này nó hơi nắng một chút xíu, có thể là hơi nhăn một xíu do nắng. Chứ còn nếu mà thực tế anh chị nhìn thấy cái view ở đây về sáng, chiều, hoặc là do ở đây nó đang trống, nó không có cây, nó không có mái, nó không có cái bối cảnh. Chứ còn nếu mà mình ngồi ở một cái thảm cỏ, mình hoặc là có cái dù, nhạc du dương, rồi mình uống trà, uống cà phê mỗi sáng thôi, hoặc là mỗi chiều mình nhìn view này, không, thật sự rất chill luôn anh chị, thật sự rất đẹp. Thích cái view này, cực kỳ thích, bởi vì cái đất mà nó nhìn được thấy cái biển thì nó phải ở trên đồi, và cộng thêm có đường đi, cộng thêm có mặt tiền, cộng thêm quy hoạch thổ cư, thêm cái giá hợp lý, khá nhiều ưu điểm như vậy, không dễ có tí nào. Hiệp nói thật là không dễ có những cái mảnh đất như thế, và có thì đôi khi người ta không muốn bán anh chị, người ta không có muốn bán bởi vì nó hiếm á, nó hiếm thì nó không muốn bán. Và hôm nay Hiệp may mắn Hiệp biết được cái lô đất này nó tốt, nó có nhiều ưu điểm như vậy, Hiệp chia sẻ với các anh chị. Và thêm những cái thông tin nào thì anh chị hãy liên lạc, hãy inbox, hãy gọi điện cho Hiệp để Hiệp cung cấp thêm thông tin. Nhưng mà Hiệp chia sẻ thêm với các anh chị, bởi vì anh chị thấy cái thời gian như thế này, Hiệp đang đi làm video, Hiệp đang làm nhiều thứ, thì đôi lúc anh chị gọi điện đến hoặc bận, hoặc là Hiệp không có bắt máy kịp, hoặc là Hiệp đang chuẩn bị nhắn tin hoặc là chia sẻ thông tin cho anh chị, rồi người khác lại tiếp tục gọi đến, thì đôi lúc rồi bước xuống xe để làm video, đúng không ạ? Thì nó sẽ đôi lúc Hiệp bị quên. Thì nếu Hiệp có lỡ mà hứa với anh chị gửi cái thông tin nào mà quên thì anh chị làm ơn có thể nhắn lại thêm cho một lần nữa để nhắc Hiệp, chứ đôi lúc công việc nó dồn nhiều quá. Cái điều thứ hai nữa là khoảng thời gian vừa qua thì anh chị quan tâm đến đất Phan Thiết nhiều lắm và muốn Hiệp tư vấn, nhưng mà Hiệp hiểu cái xu hướng của các anh chị là rất là muốn đích thân Hiệp tư vấn cho các anh chị, chứ không muốn là các bạn nhân viên tư vấn, bởi vì lúc nào Hiệp tư vấn nó cũng sẽ chính xác hơn, độ an toàn cao hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ ràng và nhanh hơn nha các anh chị. Tuy nhiên thì một ngày có rất là nhiều cái cuộc gọi như vậy, từ các anh chị mua cũng cần Hiệp tư vấn, rồi thậm chí các anh chị bán nữa cũng phải bán, là hỏi là cái số điện thoại này rồi anh Hiệp đâu, cho tôi gặp anh Hiệp rồi tôi mới nói tôi bán, chứ còn ở không thì không được. Thì Hiệp rất là cảm ơn các anh chị đã tin tưởng và muốn làm việc trực tiếp với Hiệp. Hiệp vô cùng cảm kích về cái điều này. Tuy nhiên anh chị thông cảm giúp dùm cho Hiệp, bởi vì có một mình Hiệp thôi thì Hiệp làm cái này Hiệp không làm kịp cái kia, Hiệp không muốn anh chị phải chờ đợi lâu. Nhưng đặc biệt một số anh chị bán thì Hiệp sẽ nhờ các bạn nhân viên gọi điện liên lạc với các anh chị để làm gì, để thu thập tất cả các thông tin, các thông tin cần thiết, các bạn sẽ thu thập tổng hợp lại rồi báo cáo lên cho Hiệp, thì lúc đó thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn Hiệp đôi lúc không có nghe được trực tiếp. Rồi một số anh chị muốn là tư vấn về giá, tư vấn về pháp lý, thì rất là nhiều thứ để phải làm. Nhưng Hiệp chia sẻ cái câu chuyện này để anh chị thông cảm giúp, là cái thời gian mỗi ngày thì nó hữu hạn, nhưng công việc thì nó rất là nhiều, nhưng đôi lúc không phục vụ anh chị kịp theo cái cách của anh chị mong muốn, thì hãy thông cảm giúp cho Hiệp. Hiệp và đội ngũ cộng sự luôn phải cải tiến mình hàng ngày. Nếu đã tốt rồi thì sẽ phải tốt hơn. còn cái nào chưa tốt thì mình sẽ phải khắc phục trong khoảng thời gian sắp tới. Đó là cái mong muốn của Hiệp và đội ngũ cộng sự cũng chia sẻ với các anh chị để anh chị thông cảm giúp cho Hiệp. Rồi thôi, Hiệp sẽ tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo vào ngày mai nhé. Tạm biệt.